À, các bạn thân mến, cơ khí ba thế vừa mới chế tạo xong một cái R1 rất là đẹp luôn các bạn, để mình quay cho các bạn xem. Thì ảnh đóng cái R1 này á, với lại cái máy cày này luôn á, máy cày zin hết luôn, anh nói bao zin luôn á, máy cày này luôn, máy này là dân ma 2.500 luôn, mà tổng là có 100 triệu là nguyên một bộ này luôn á. Đó, tổng là nguyên một bộ 100 triệu. Cái R1 này là 60 triệu, cái xe này là 40 triệu. Cái R1 này đặc biệt á, đây nè các bạn nhìn thấy cái cây sắt không, nó dày kinh khủng chưa. Đây để mình cho các bạn xem cái cây sắt mà anh đóng cái R1 này. Cái cây sắt mà đóng cái R1 này là đây, sắt này đây nè các bạn, các bạn thấy không nè, nó dày nè. Đó, mình để ngón tay vô là các bạn thấy nó cái độ dày của nó. Này dày chưa? Sắt u, chất lượng cực kỳ chưa? Đó. Đóng hoàn toàn mà sắt đó, cái này mà nội mà cái cổ này nè, mà ốp mà lại hai cây sắt u lại thì nó cứng gấp không biết bao nhiêu lần những cây sắt kia, những sắt V rồi. Nhưng mà các bạn thấy một cây mỹ thuật đóng rất là gọn và đẹp. Cái dàn sắt xi nhìn nó không có gồ ghề nhưng mà cực kỳ chắc chắn. Ở dưới đây là cặp một cái tấm, đây cặp một cái tấm nè các bạn thấy không, tập tấm chữ Y nè, cặp giữ lại nè. Cái góc này nè cũng có cặp nè, đó, có ke có cặp hết. Hộp số mạnh, hộp số mới luôn các bạn nha, còn tem còn đồ luôn. Số mạnh, số mạnh đồng tốc với lại cái này đó, cái này đóng là nguyên một com lê luôn đó. Thì cái khung, cái xương nè mình thấy đó, thì mình thấy cái vàng mà cái vàng dưới theo đó 60 đó. Thì là đây cầu sau, đây cầu sau là dùng cầu Hyundai 2.5 tấn nha, Hyundai 2.5 tấn. Rồi các bạn thấy không, tất cả những cái ống sắt ống đồ nè đó nó đều rất là dày, hai tầng nhíp, vỏ là vỏ mới luôn nha, 60 triệu mà vỏ mới luôn. Vỏ này thì xài vỏ xài vỏ Chanxin, xài vỏ Chanxin nè, vỏ tốt chứ không phải là vỏ loại thường luôn, vỏ tốt nè các bạn thấy không, Taiwan nè, Estanda vỏ Chanxin đàng hoàng, 750 x 16 đó. Đây vỏ vẫn còn tem luôn các bạn thấy không, đó làm một khung dưới đó, hoàn toàn bằng này nha. Đó 750 x 16, vỏ mới tinh luôn này. Nói chung là đóng đồ rất tốt các bạn, thấy hai cái mà hai cái gối nhíp nè, hai gối nhíp tròn nè, hai gối nhíp tròn, nhưng mà gối này nó không có cần con lăn nha, tròn vậy thôi là được rồi, ép xuống cái này tại vì cái khoảng mà nó chạy rất ít. Còn phía đằng trước này mình coi những cái gối nhíp coi, cái nhíp coi. À cái này là xài một cái bộ mà bộ con lăn, một cái bộ giảng nè, khi mà ép xuống thì cái kia là nó cố định, cái này là đẩy tới, nó đẩy theo, nó lăn theo đó, các bạn thấy không, cái nhíp nè nó bấu vô đây nè đó, nhíp bấu vô đây xài cái này là có ống lăn trong rồi, cái này nó lăn trên này luôn đó. Ở Đồng Nai Long Khánh là làm kỹ thuật rất là ok, và đường hàng đồ này nọ là rất là chắc chắn đẹp các bạn. Thì các bạn thấy cái mà cái đội của nó xuống á, cái ben á xuống á là xài
các bạn nhìn thấy cặp móc không? Đó, cái cặp móc của nó nè. Đó. Khi mà mình tháo ra mình thay cũng được, mình tháo con bù lon ra là rút lên thôi. Đây, coi bộ đĩa nhíp ha. Đĩa nhíp nó trên một cái gối nữa. Đó, nhíp gối lên một cái gối nữa. Gối trên cầu nữa. Đây. À sao em ơi, nghe nói định kiếm vợ hả? Hả? Có không? Có nói số điện thoại đồ luôn để có em nào thích thì đến đi. Không thôi, đến cờ khí bà thế của Long Khánh cũng được đi ha. Là gặp anh tên em tên gì? Hả? Em tên gì? Hả? Tên nhỏ hả? À. Ồ, còn em kia cũng kiếm vợ hả? Hả? À, kiếm vợ đây đâu? Ơi, em kia kiếm vợ hả? À, em tên gì em ơi? Hả? À, tên gì? Cũng muốn kiếm vợ hả? À, rồi. À, tiện. Thôi, đây là xài hộp số mạnh là đồng tốc. Đó, thì các bạn thấy không? Cái cần nè. Để vậy lần sau người ta biết số người ta vô ta. Hả? À, ấy ấy trên đó có hả? À, à trên này có cục à có cục luôn. Ở đây cái cạnh thùng này lại sử dụng bằng sắt V ha. Sắt V dưới đây là sắt hộp SS 400. 30 SS 400. 400 này sắt này dày không ta? À, sắt U nhưng mà U này loại này mỏng hơn chứ không có bằng kia. Đây là hộp à, một U rồi à, cũng U luôn nhé, U hết. Chữ C quên chữ C. U đó, sắt U hết. Bây giờ mình hạ ben xuống coi thử coi ha. Thì cái này á là gắn cái hệ thống ben là ben trực tiếp các bạn, có nghĩa là cái ben này là xài trực tiếp vô trong cái đường lên cái mà cái đuôi sới nè. Đó thì ở đây người ta làm một cái đồ để người ta khóa lại, khóa từ dưới khóa lên đây đó, để khóa lại. Rồi bây giờ mình xuống nè, nó xuống cũng rất nhanh các bạn thấy không? Ai là tên nhỏ? À đây là tên nhỏ à, con kia con to à. Đó. Rồi một điều mà mình chú ý á, thì cái sắt thùng này nè các bạn thấy không, nó rất là dày luôn. Sắt này là mấy ly vậy? À. À, là gì? Tôn địa đạo. À tôn địa đạo của Mỹ dày ghê ha. À biết rồi, nói như cái ống cống vậy ép thẳng ra đúng không? À xong xét không rỉ. À đúng rồi. Tôn này tôn của cái mà cây chống đạn chống bom của Pháp. À đúng rồi đúng rồi. Ồ tôn này thì thôi chứ xài biết chừng nào mới hư. Hả? À. Mà thấy cái dàn sắt này mình làm như thấy nó hơi mỏng à. Mỏng không? À cỡ đó được rồi. Thùng này là 3 khối. Bề ngang 2 m, dài 2 m rưỡi anh. Đúng không? Mà cao 60. 60 là lên tới đây nè, chưa tính bè. Bè nữa là 90. Lên bè nữa là 90. Ở đây sắt ô này mình thấy cũng dày cũng được nè. V úp nè. Ô V úp.
Còn cái này thì xài cái ống cống Mỹ là cái thứ mà trong mấy cái low cost đó. Các bạn xem cái phim mà phim Khe Xanh hay là phim Điện Biên Phủ ngày và đêm, các bạn sẽ thấy tướng Đờ Cát là đứng lên giơ tay lên là ở trong cái low cost đó là loại này nè, hoặc họ bỏ trong những cái máy bay rồi đó. Mà đồ Mỹ tới giờ này vẫn còn ghê chứ. Đây là con máy cày mình phải nói là cực chất nha. Rồi mình dẹp cái đồ qua kia để mình đè lên để bên nữa. Nó có tụt về không à? Đó, bên ba tầng. Quá ok. Nguyên con này là anh đó anh đóng cho người ta là 100 triệu đây các bạn. Thì các bạn thấy xem nó có giá nó có mềm các bạn nha. Có gì thì hãy comment cho mình biết nha. Rồi mình chào các bạn.